phong cách em đổi mới, xì bò dễ sợ luôn. Dạ cảm ơn anh. Rất là thể thao. Dạ rất cảm ơn anh. Anh biết không, em đang phấn đấu trở thành một cái người MC đa dạng. Wow. À là tức là kiến thức của mình rất là rộng đúng không? Nói cái gì là biết cái đó đúng không? Dạ không, em lười đọc lắm. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, nói thiệt á, anh hiểu lầm ý em rồi. Em nói đa dạng ở đây có nghĩa là đa dạng về phục trang. Thí dụ như là bây giờ em làm chương trình của với anh, nhưng mà em lại có ước mơ là em sẽ trở thành một MC trong chương trình thể thao nữa. À. Hiểu chưa? Ủa nhưng mà anh nghĩ là em đầu tư về phục trang thì nó đâu có nói lên được vấn đề gì. Cái quan trọng là kiến thức mình, hay mình nói đến đâu mình cũng có thể hiểu được vấn đề đó. Chứ còn phục trang thì ai không làm được chuyện đó. Anh mắc cười quá, người ta thiếu cái gì thì đắp chỗ khác, vậy mình cũng bắt lỗi người ta nữa. Rất đam mê thể thao đúng không? Dạ. Có nghĩa là em muốn trở thành một MC thể thao luôn. Dạ. Có nghĩa là em thường ngày là luyện tập thể thao dữ lắm. Dạ. Đúng không? À, không. Ủa, anh chị? Ủa thích thể thao mà sao không tập? Thì em nói em thích thôi chứ sao tập nổi. Ngủ dữ lắm, không có thời gian đâu, là thích thôi. Dạ. Cái vậy? Trời ơi sao anh cứ hốt hoảng với em vậy? Chứ đó chuyện bình thường mà, giống như có nhiều người ở đâu có biết học võ đâu đúng không? Vậy mà thuộc lào lào phim tàu đó không, ngũ âm chân kinh bí kíp cái gì môn phái võ đan cái gì người ta cũng biết đó, thì đó, em giống mấy cái người đó đó. Vậy trời gì tự nhiên vô bí kíp võ công được như... Ôi anh chồng quen hoài à. Nói chung là em thích thể thao đúng không? Có nghĩa là đam mê thể thao. Quá đam mê. Em muốn trở thành một MC về thể thao. Dạ. Vậy bây giờ trước tiên cho anh kiểm tra em thử nha. Sẵn sàng. Kiến thức thể thao như thế nào? Tất nhiên. Em thích bóng đá không? Ồ, em rất thích đá bóng. Wow, giống anh rồi. Anh rất là thích. Vậy bây giờ thử kiểm tra em cái nha. Dạ. Đố em chứ việc dị là gì? À, việc dị là... Là gì? Mẹ, tao cũng đâu biết. Việc dị là phất cờ. Phất cờ gì á? Cái cờ phất cờ biên gì đó. Phất cờ biên. Phất cờ biên phải không? Phất cờ. Trọng tài biên phất cờ. Dạ, việc dị là khi trọng tài biên phất cờ. Rồi, xin lỗi. Thịnh lại nha. Dạ. Đố em chứ việc dị là gì? Dễ. Trọng tài biên phất cờ. Được không? Đúng không? Đúng. À, chấp nhận. Dạ. Với kiến thức, với trình độ của em thì có thể tạm chấp nhận. Dạ. Thứ hai, đố em chứ là thẻ đỏ là gì? Thẻ đỏ là thẻ đuổi. Quá hay. Quá hay luôn. Dạ. Đố em chứ cách chơi một chạm là gì? À, một chạm là... Trời ơi, sao hỏi em câu dễ vậy? Câu anh thấy rất là khó à. Ô, nha. Quá dễ. Là em sao? Tưởng tượng ra được nè. Sao? Cái cảnh đó là chồng đi làm về, đưa tiền, cầm tiền cho vợ, đưa tiền cho vợ, mà tiền lương á mà không dám xài, coi như được chạm cái đồng tiền đó một lần thôi, rồi sau đó phải đưa cho bà vợ cất, cái đó gọi là chạm một. Chạm một lần chứ không bao giờ chạm được nữa. Ý anh là vậy. Một chạm là vậy. Cảm ơn em đi. Chúc mừng. Nè, nãy giờ em làm bộ nói cho anh vui thôi, chứ em biết là anh xem thường em quá à. Em nói không phải hả? Cho rồi. Xin lỗi. Thật ra là nãy giờ em nói vậy cho anh vui thôi, chứ em biết là bên trong là anh xem thường em không? Nói mà khoe với anh nha, em đã từng làm một MC của một chương trình thể thao tầm cỡ. Thiệt hả? Không tin coi đi nè. Dạ. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với giải vô địch Điền Kinh. À, tôi muốn nhấn mạnh tinh thần thể thao. Tại sao chúng ta phải tập thể thao? Tại vì tập thể thao sẽ giúp cho chúng ta có sức khỏe, chúng ta có được một cơ thể dẻo dai. Và tập thể thao để khỏi tốn tiền uống thuốc. Vỗ tay. Ồ, cảm ơn rất nhiều. À, tôi cũng là một người rất là yêu thể thao. Chính vì yêu thể thao mà hôm nay tôi đã sưu tầm và tìm kiếm được hai tài năng nhí. Họ là những người anh em ruột thịt của nhau, nhưng mà tinh thần thể thao thì rất là bốc lửa. Xin giới thiệu hai vận động viên đã đạt thành tích cao trong mùa giải này. Xin mời hai em. Vỗ tay. Giữ hình tượng, chúng em phải là sơn nhã nhặn trong mắt khán giả.
Dạ. Ờ, giờ phải làm sao mới được vậy? Đây, phong cách người nổi tiếng. Thấy không? Đó, giống chị vậy nè. Trời ơi, chị giống mấy người bán bút bê lớn 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 kìa chị. Thấy không? Ở dưới không ai dám làm mà ba đứa mình làm là ba đứa mình nổi tiếng rồi. Rồi, rồi. Bắt đầu. Bây giờ thì trước tiên hai em hãy chào quý vị khán giả đi. Dạ. Chào quý vị khán giả. 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 Thôi. Sao vậy? Nhà không có trường học hay sao vậy hả? Bất lịch sự quá, bất lịch sự quá. Người nổi tiếng gì kìa vậy? Đứng lại. À, có lẽ là các em nó đang đùa đó mà đừng chấp những người nổi tiếng. À, các em hãy thể hiện phong cách mình cho những người lịch sự. Chào chân thành lên. Dạ, dạ. Thôi, quanh tay lại. Dạ, dạ. Dạ, chào quý vị khán giả. Dạ. Dạ, em tên là Trung, năm nay 16 tuổi, lớp 11. Dạ, chào quý vị khán giả. Em tên là Trang, năm nay em 14 tuổi, em học lớp 8. Wow, quá dễ thương. Cho một tràng pháo tay nè. Cho chị biết làm sự tập luyện của các em có khó nhọc lắm không ạ? Trời em tập nhiều lắm luôn á chị. Tập ngày, tập đêm, lúc nào cũng tập, giờ nào cũng tập chưa? Chưa hiểu. Dạ có nghĩa là bây giờ là buổi sáng tập không đủ, tranh thủ tập buổi đêm mà đang ngủ lên gym giật mình dậy tập tiếp. Đúng rồi, một tinh thần ham học tập. Có dũng à. Dạ. Tại vì chị thấy cái thân hình của em trai rất là khỏe mạnh. Dạ. Em nói là em có một cái thân hình rất là bốc lửa. Dạ. Dạ chị. Dạ con gái ta mới dùng từ bốc lửa. Dạ còn trai chị dùng em từ bốc ốt được rồi. Dạ. Không. Chị phải nói là em có một cái thân hình rất bốc. Dạ rất bốc. Ừ. Bốc khỏe mạnh như vậy chị, tại sao em không làm những cái như là bốc giác? Dạ. Hay là em là chơi đu vật hay là chơi bắn súng, tại sao là em phải chơi cái môn điền kinh hả? Dạ em chơi môn điền kinh là vì sao? Bởi vì do tay em ép em. Đúng. Từ từ chị sẽ tìm hiểu cái chuyện này sao. Còn em gái của rất là dễ thương, rất là bốc hốt. Rất là đẹp nữa. Vậy em bé ơi, tại sao bé không cái môn khiêu vũ ha, tập thể dục thẩm mỹ, tại sao bé lại thích cái môn điền kinh? Trời ơi chị hỏi hoài, nãy anh em nói là tại ba em ép. Dạ. Chị cũng không hiểu luôn, tại sao ép là sao? Trời ơi, chị biết không, má em á mà hôm nay không bận nha, má mà đi thi cái là ba mẹ con em đặt giải du địch chạy bộ. Đúng rồi. Cũng chưa hiểu. Là vậy nè, có nghĩa là ngày xưa mà lúc mà ba em vừa mới cưới má em về đúng không? Đúng là ba em ép má em là phải chạy điền kinh. À. Đó, sau đó đẻ hai đứa em ra nè là phải ép em với em này là phải chạy điền kinh luôn. Mà mai là có hai đứa con thôi nha, chứ mà khoảng chừng 4-5 đứa là phải là 4-5 đứa đều chạy điền kinh hết. Hiểu được vấn đề rồi. Có lẽ là hai em này rất may mắn, rất 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 may mắn quý vị khán giả ơi, bởi vì hai em đã sinh ra trong một cái gia đình có truyền thống yêu thể thao. Dạ. Có lẽ tôi đoán không làm ba em ấy là một vận động viên điền kinh. Dạ đâu có. Hả? Làm gì có vụ đó. Ủa tại sao? Tại sao vì ba phải là vận động viên điền kinh hay là huấn luyện viên gì đó mới giáo được một em thành tài vậy? Trời, ba em huấn luyện viên gì chết liền cả chỗ à? Chưa hiểu. Ba em là dân nhậu. Hả? Rồi. Nhậu lên sao nữa? Trời, chị biết không, mỗi lần ba em nhậu xỉn đó là ba em dí má em đánh. Má em chạy riết rồi, má em quen xong rồi ba em dạy ngược lại cho hai đứa em. Thấy má em bị đánh chạy hoài, tụi em chạy theo. Đúng giờ rồi. Vậy mà tụi em giỏi đó. Đúng rồi, chạy hoài vậy đó. Nói chung là cứ mỗi lần nhậu xỉn nên là rượt đánh là bắt buộc phải chạy riết thành giỏi đó. Chị biết không, chạy riết rồi thành thói quen. Quen rồi đó, bây giờ là đoạt giải. Đó. Hai đứa quỷ, quên rượu với tao chưa? Phải ba em. Ba em chạy đi chị. Đừng chạy, mình đang giao lưu với khán giả, mình đừng chạy, phải giữ hình tượng. Trời ơi, giao lưu cái gì nữa, ổng mà biết chị trao giải thì em là dí đánh chị luôn đó. Chạy đi chị. Chạy đi quá. Gì điều gì, sao tự nhiên biểu cảm gì khó hiểu vậy? Không phải em bị hố mắc cỡ đó anh hiểu không? Rồi sao? Tự nhiên em tưởng là nhờ cái chương trình đó là em đổi đời lên luôn, bao nhiêu người ái mộ em. Ai dè, trời ơi, hố muốn chết luôn á. Hai đứa nhỏ đó nó được giải á, chẳng qua là tại vì ba nó say rượu, ba nó rượt tụi nó cho nên tụi nó mới có sức, tụi nó khỏe, tụi nó chạy. Trời ơi, quê quá. Cái gì chứ, cái trường hợp hai em bé này thì anh biết được cái hoàn cảnh. Hai em đó nằm trong cái dự án là tìm kiếm siêu tài năng bẩm sinh. Hả? Ủa, có được cái dự án đó nữa hả? Có sao không có, em không tin đúng không? Nhìn mặt là biết không tin rồi phải không? Bây giờ coi đi rồi sẽ tin. Gì go?
gây cấn. Giờ phút này mà cậu trợ lý không thấy mặt, không có cái bản danh sách, làm sao mà nói chuyện được với sếp đây? Mà không nói chuyện và trình bày được với sếp thì chắc chắn sẽ có chuyện để gây lộn. Dạ, em chào chú ba. Cậu đi đâu mà hai ngày nay hả? Tôi dạ, không thấy mặt cậu, tôi giao cho cậu nhiệm vụ gì cậu có nhớ hay không? Dạ 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 dạ, trưởng ban Phan nóng giận. Dạ dạ, đừng có thấy tôi đẹp mà nghĩ là tôi dễ dãi. Dạ. Mời cậu ngồi, chúng dạ, ta nói chuyện cụ thể. Dạ. Ngồi. Dạ. Dạ, báo cáo trưởng ban là cái đợt này á, thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa? Dạ, muốn sao? Giành cái vị trí của tôi nè. Ủa vậy? Muốn có chuyện gây lộn phải không? Chỗ cậu đằng kia. À, dạ dạ. Quan kia. Chỗ bên này. Dạ, chỗ bên này. Dạ, chỗ quen thuộc. Dạ. Báo cáo nhanh. Dạ. Dạ, báo cáo trưởng ban là để chuẩn bị cho cái thế vận hội đợt này thì cái tiểu ban tìm kiếm của tụi em đã cố gắng truy lùng và săn bắt được số tài năng như sau. Có cái gì mà lấn cấn ở trong này vậy hả? Còn nó có gì mà truy lùng săn bắt ai hả? Tài năng. Tài năng thì không có dùng cái từ truy lùng và săn bắt bắt cướp à. Họ là những con người đặc biệt thì chúng ta phải gọi là chúng ta sưu tầm. Sưu tầm là chúng ta có được chọn một bộ sưu tập những người tài năng. Trời đất ơi, trưởng ban giỏi quá. Đúng rồi, họ là tài năng là mình phải dùng cái chữ sưu tầm, đúng không chứ? Đúng rồi, bởi vì chúng mới là trưởng ban. Dạ. Dạ. Rồi, mình tiếp tục. Dạ, dạ, đây, dạ, đây. Dạ, đây là cái danh sách đính kèm vận động viên. Dạ, mời trưởng ban coi rồi à, duyệt giúp em. Dạ. Nguyễn Văn Tèo. Dạ. Nặng 54kg. Dạ. Cao 1m55. Dạ. Quá lý tưởng. Chết rồi, cậu bị điên rồi. Dạ, vô gì? Một con người nhỏ bé như hạt tiêu như vậy thì cậu mời về làm cái gì? Hả? Dạ, mời anh này vô cái bộ môn đu vật mang tính đối kháng cao. Cậu nhìn lại cậu đi. Cậu 1m7, ha, tướng cậu như vậy nè. Cậu đối kháng lại được tôi không? Chân cậu ngắn như thế, cậu đạt được tôi không? Đây, bây giờ tôi đứng trước mặt cậu nè. Không, không, trưởng ban nghe em nói, người ta nói có tập có tài. À. Cái anh này giỏi lắm. À. Anh là chuyên gia đấu đá ở cơ quan. Anh thuần thục hết tất cả những thế võ như là xô, đẩy, chặt, chém, dinh hàng. Một mình anh đá bay nguyên dàn trợ lý trong vòng một tháng. Đá bay luôn. Tôi thích cậu. Dạ. Tôi thích cậu rồi đó. Dạ. Tôi nói thiệt cậu nghe, ban đầu tôi tưởng mà cậu không xong chuyện này hả? Nếu như cậu không phải là con của chị tôi đuổi cậu ra bởi vì cậu không có tài năng. Nhưng mà bây giờ tôi biết được là cậu có tài năng. Trời, tôi nói thiệt tôi thương cậu hơn là chị của cậu đó. Dạ, em cũng là dạng để sưu tầm đó. Dạ. Rồi, mời ngay cậu Tèo về. Dạ. Mời vào danh sách đội karate. Dạ, karaoke đúng không chú Mai? Được ạ. Cậu muốn kiếm chuyện với tôi hả? Dạ. Karaoke là chuyện của tôi. Còn đây là mình đang làm công việc, cậu hiểu không? Làm việc. Em lộn. À, dạ. Rồi tiếp tục, người thứ hai. Dạ, dạ, dạ. Dạ, còn người thứ hai, dạ, dạ. Dạ, trưởng ban coi giùm em. Dạ. Chanh này. Rồi, mời cậu uống nước. Dạ, dạ, cảm ơn trưởng ban. Dạ, mời cậu. Dạ, dạ. Thoải mái tự nhiên, cứ coi như là anh em trong nhà. Dạ. Người thứ hai. Dạ, làm gì? Chanh này, trưởng ban đừng có coi thường ảnh. Ảnh là như là công tác ở cơ quan gần 10 năm nay. Nhưng mà em thề với trưởng ban, chưa bao giờ anh có mặt tại cơ quan quá 1 tiếng đồng hồ. Cậu điên rồi. Ủa, điên nữa. Sao điên hoài vậy trưởng ban? Giờ nhà nước người ta là 8 giờ. Dạ. Giờ vàng giờ ngọc. Dạ. Làm gì có 1 tiếng đồng hồ có nghĩa là ăn cắp của người ta hết 7 giờ. Tôi không thích những người ăn cắp. Hà với tôi nè, ngồi tại chỗ mình làm đó, chơi game, chơi Candy Crush. Nhưng mà tôi vẫn có mặt ở trong giờ vàng, hiểu không? Tôi đâu có đi đâu. Đó, bây giờ tôi hỏi cậu mời cái con người như vậy để làm cái gì? Bộ môn gì? Dạ, dạ, tao em thấy ảnh lặn giỏi quá, định cho anh vô bộ môn lặn. Thôi chắc em sai rồi, dạ em bỏ liệt, em bỏ cái người này liền. Em bỏ liệt. Cậu đứng yên đi. Giết. Giết hả? Tôi thích trời. Dạ. Mời ghen ta về đội của mình ha. Dạ. Chúng ta đã được có được 2 nhân tố rất là tích cực. Dạ. Tiếp tục. Dạ. Mời dạ. Cậu ngồi. Dạ, tiếp tục. Này, cậu cứ ngồi chỗ của tôi. Dạ. Uống nước. Dạ. Uống ly của tôi. Dạ. Dạ. Tiêu biểu. Ừ. Dạ bây giờ giới thiệu với trưởng ban. Phụ nữ à? Dạ. À, tôi nhìn cổ có vẻ hơi yếu đuối. Không. Yếu đuối mỏng manh nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Thí dụ, cổ hay lắm. 2 đứa con của cổ với 4 đứa cháu của cổ. Sức học bình thường thôi. À, nhưng mà qua tay cổ, 4 đứa đậu hết. Đậu trường điểm của quận không. Con mời con đứng lên. Dù gì nữa. Tôi nói chuyện thẳng thắn với cậu một lần cuối cùng. Dạ. Đây
Cậu quá tuyệt. Duyệt ngay, bằng mọi giá cậu phải mời ba người này về trong bộ sưu tập của mình. Dạ, đó, dạ. Còn cái gì nữa, báo cáo luôn cụ thể, nhanh. Dạ, dạ, dạ. Tôi dạ, rất là nôn nóng, dạ, rất là giỏi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, 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 dạ. Dạ, chữ ba biết không, ngoài ra em còn phát hiện được một số tài năng. Thí dụ, giống như là năm bị thóc, thóc bị gạo. Ồ, không được rồi, không được rồi. Chúng ta không có bán gạo. Dạ không, không có bán gạo. Tại vì mấy người này em nghĩ là rất giỏi trong cái chuyện đâm chọt, nên định cho vô bộ môn đấu kiếm. Ô, vậy mà cũng nghĩ cũng ra nữa hả? Dạ. Trời, sao cậu tài năng quá vậy? Dạ, 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 dạ. Mời tiếp tục. Lên kế hoạch tiếp. Em còn tìm kiếm được một số người có khả năng đùn đẩy trách nhiệm cho môn bóng chuyền. À, có nghĩa là chuyện mình giao cho mình không làm, cái mình truyền cho người khác. Dạ, dạ. Và ngoài ra còn có một số người có tài năng vượt trội trong cái khả năng coi như kéo dài dự án từ năm này qua năm kia. Thí dụ như là cái dự án người ta cho là 1 năm, dạ, hoặc là 2 năm, dạ. Cái mình cứ đi bộ, dạ. 10 năm chưa tới thì cho vô bộ môn đi bộ. Quá giỏi, dạ. 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 Tôi rất là khâm phục cậu đó. Dạ, 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 chưa hết đâu trưởng ban. À, dạ, ngoài ra trong cái quá trình tìm kiếm tài năng đó, em phát hiện được một số tài năng cho những bộ môn khác nhau. Mà nếu như mà mình tổ chức nha, bảo đảm đoạt được một đống huy chương luôn. Cụ thể đi, cụ dạ, thể đi. À, dạ, cụ thể đây là những bộ môn giống như là cưỡi ngựa xem qua, giết, thọc gậy bánh xe, giết, đặc biệt là qua cầu rút giang. Cái này là tôi thích. Dạ. Tôi thay mặt các sếp coi như là rất cảm ơn cậu. Dạ. Bởi vì cậu quá là nhiệt tình. Dạ. Cố gắng làm đi, cậu sẽ được ban thưởng. Dạ. Dạ, dạ, thăng chức phong chuyển ban. Cách chức cậu. Vậy sao ạ? À? Cái vấn đề là bởi vì cậu không biết được tôi là đội trưởng của đội qua cầu rút ván. Sĩ được không anh? À, xin lỗi cậu, giờ này hết giờ làm việc rồi. Dạ, dạ. Ủa, anh là bác sĩ hả? Dạ đúng rồi. Trời, ông nghe. Dạ, dạ đúng rồi bác sĩ. Dạ, dạ, dạ em chào bác sĩ. Dạ bác sĩ khám giùm em được bác sĩ. Em bị mắt, em bị cái vấn đề về mắt đó bác sĩ. Thôi được rồi, mời cậu ngồi. Dạ em giao bác sĩ. Thấy không? Đã bị một cái vấn đề về mắt. Mà ngồi thì không ngồi trên cái đất, là thậm chí ngồi trên cái ghế. Ủa? Muốn leo trên đầu người ta ngồi không ạ? À? Ủa? Không, em tưởng cái này ghế đá vậy. Dạ, đây. Đây. Ghế? Đây. Đó. Dạ. Hèn gì thấy ghế phòng khám sao cao dữ đi. Dạ, dạ bác sĩ. Rồi, chúng ta sẽ có 5 phút nha. Dạ. Nhanh gọn lẹ, dạ. Ha. Tuổi, nghề. Xúc, 23, bóng. Tôi không có đùa với cậu nha. Dạ, dạ. Tôi lặp lại. Tên, tuổi, nghề. Dạ. Xúc, 23, bóng. Cậu có vấn đề về tai không? Dạ sao ạ? Tôi hỏi cậu như thế nào, tuổi của cậu, tên của cậu và nghề nghiệp của cậu là cái gì? Dạ thì em tên Xúc. Em 23 tuổi. Nghề nghiệp là bóng đá. Xúc. Cái tên nghe rất là quen. Dạ. Dạ, dạ. Bác sĩ nhìn không có ra em để em gỡ mắt kiến nha. Dạ em Xúc, Trần Tham Xúc là em. Nhìn cậu là tôi biết rồi. Yeah. Bởi vì sao, tôi là một người rất là hâm mộ bóng đá. Nhất là những cái trận bóng sau này. Thật sự là cậu đã làm cho tôi dở tim. Rất là đau lòng. Tôi là một người rất là hâm mộ. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là tại sao cậu có thể đá banh được như vậy. Đó, cậu thường xuyên nè, xúc banh vào lưới nhà. Thậm chí cậu xúc thắng vào chân của bạn mình. Lý do tại sao cậu nói cho tôi biết đi. Bác sĩ ơi, không phải do cặp chân em đâu bác sĩ, do cặp mắt em đó bác sĩ. Em không biết sao mà bây giờ em nhìn trái banh, nhìn 1 thành 2, nhìn 2 thành 4, mà bây giờ em xúc không trúng trái banh mới tức chứ. Nhiều khi bây giờ em tức quá, đang đá em lụm trái banh lên em coi nó nằm ở đâu, mà em lụm trái banh ngay trong vòng cấm địa, bị phạt đền quá. Người ta hiểu lầm em đó, người ta bán đồ, mà thật sự được không bán đồ đâu bác sĩ. Đúng rồi đó, ba má không trần vô nhà. Bây giờ bác sĩ chữa cho em đem vô nhà tôi.
Thật sự nha, hôm nay gặp cậu á thì tôi cũng vẫn còn đa nghi, bởi vì những cái hành xử của cậu sau này tôi cảm thấy nó đau lòng tôi lắm. Nhưng mà thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cho cậu. Thôi cậu cứ ngồi đi, ngồi đúng vị trí của mình. Dạ. Đó đó. Từ từ. Rồi. Bây giờ bình tĩnh nè ha. Nhớ lại cho tôi. Cái tình trạng này xảy ra từ lúc nào? Và cái hiện tượng gần nhất là như thế nào? Cậu nói đi. Tình trạng xảy ra gần nhất là gần đây. Cái tình trạng xảy ra nó cũng phổ biến dạo gần đây em bị. Nói chung là gì? Cậu đá banh mà, đúng không? Dạ đá banh. Banh nó nằm dưới đất. Dạ đá dưới đất. Con ngó lên trời cậu đá hay? Thì bởi vì em đã nói em không thấy trái banh. Em tức quá em nhìn hoài không thấy trái banh, mày tức quá em nhìn lên trời. Bác sĩ giúp em đi bác sĩ. Cho em to cái nào mạnh mạnh đó bác sĩ. Thôi cậu bước ra đây. Rồi. Đứng thẳng ở đây. Dạ. Giơ thẳng hai tay về phía trước. Xong. Ha, thẳng ra. Dạ rồi. Rồi. Mạnh lên coi, cho thẳng lên coi. Để lại ngang lại coi. Thả xuống. Mấy? Một. Tại sao vậy? Cậu là cầu thủ mà tại sao cậu lại phải nắm bắt chụp? Cậu đâu phải là thủ môn. Em đâu có thấy đường đâu. Cậu thủ sử dụng bằng chân mà. Đúng không? Thì bây giờ bác sĩ giúp em bây giờ em không rờ là em cũng biết cái số máy thiệt. Bây giờ bác sĩ muốn cho số máy bác sĩ cho. Mà bác sĩ cho em cái toi thuốc rồi mạnh mạnh để em mới bớt bệnh quá. Bây giờ em phải giả từ sân cỏ luôn bác sĩ. Thôi được rồi, lần nữa, thử một lần nữa nha, đứng nghiêm túc. Thấy cái gì? Nói rồi muốn cho nhiêu cho mà. Thôi được rồi. Sao bác sĩ? Em nặng không hả bác sĩ? Cũng khá là nặng. Yeah. Bây giờ như vậy, tôi sẽ cho cô một cái toa. Yeah. Theo toa này mà về mua uống ha. Yeah. Một ngày trước khi ra sân. Yeah. Uống 3 lít rượu. Yeah. Uống tới khi nào say mềm thì thôi. Khoan bác sĩ. Ủa, uống rượu sao đá banh được? Em đâu có cái bao huấn luyện đâu cho uống rượu đâu bác sĩ. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Ủa là sao? Này. Đây. Bác sĩ cho em ngồi đi bác sĩ. Rồi được rồi. Yeah. Cái này là gì? Dạ. Yeah. Hiện tại bây giờ là cậu mắt của cậu á nhìn một thành hai. Người ta gọi là trong gà quả cuốc. Dạ đúng rồi. Đó. Cho nên khi ra sân cỏ cậu hay nhầm. Dạ. Đúng không? Cho nên bây giờ tôi chữa trị cho cậu bằng một cách uống cái thật say mềm. Khi mà ra sân cỏ, 1/2, 2/3 mình nhắm ngay chính giữa quất một cái bắp. Bảo đảm với cậu chính xác. Trời đất ơi bác sĩ ơi, cái này kia là dĩ độc trị độc không bác sĩ? Đúng rồi bác sĩ, nhưng mà cái luật đá banh là người ta cấm uống rượu, cấm có chất cồn mà khi thi đấu á bác sĩ. Bây giờ nếu mà em uống rượu mới đá được mà không uống không đá được là phải giả từ sân cỏ sao bác sĩ? Thật sự ra bây giờ tôi bó tay rồi, tôi chỉ còn một cách chữa trị để duy nhất cho cậu thôi. Bác sĩ ơi, giúp em bác sĩ ơi, em khổ lắm bác sĩ ơi. Bây giờ không giúp em là em sẽ không đá banh được. Ủa nhưng mà nãy giờ tôi đâu có nói với cậu là cậu sẽ phải giả từ sân cỏ. Nhưng mà bây giờ không đá banh thì em làm cái gì ngoài sân đi? Cậu sẽ làm trọng tài. Hả? Hai con mắt của em như vậy mà em làm trọng tài được hết á. Có đến không vậy? Lâu quá. Chắc chắn là đến mà. Rất là uy tín. Tới đi kìa. Dạ. Mời anh. Dạ chào anh. Chào. Dạ. Chào anh. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta rất là vinh hạnh khi được đón tiếp một nhân vật rất đặc biệt. Nhắc đến anh thì ai cũng biết hết. Một danh thủ một thời. Anh tên là Nguyễn Ham Sút. Bởi vì sao mục tiêu trong suốt cuộc đời cầu thủ của anh là sút. Mặc dù thị lực mắt của anh nó có vấn đề chút xíu, nhưng mà không sao, mỗi cú sút của anh làm cho thủ môn đối phương rất là sợ. Sút xin chào bạn. Sút xin chào bạn. Cảm ơn. Nhìn bạn xúc rất muốn xúc. Thôi, làm ơn đừng nhìn em. Xúc xin chào quý vị khán giả. Anh Xúc ơi, anh cho mình hỏi là theo như mình được biết là trước khi làm trọng tài anh đã từng làm cầu thủ. Vậy thì có bao giờ cái bàn chân của anh xúc một cú cái banh sẽ làm cho khung thành đối phương chết rặng hoặc thủ môn ngơ ngẩn không ạ? Cái chuyện đó thì Xúc làm hoài. Đó, đương nhiên danh thủ là phải như vậy. Dạ. Đó là những lần Xúc tung chân. Dạ. Xúc tung lưới nhà. Dạ.
Xúc lộn vô lưới nhà. Làm cho thủ môn đội bạn thì sững sờ, thủ môn đội mình thì chết lặng, cổ lưu viên nhà chết đứng, nói chung chết hết. Dạ không sao, nói chung đó chỉ là những tai nạn nghề nghiệp thôi đúng không anh? Dạ. Không ai muốn, nhưng tất nhiên là sẽ có những lần xảy ra không đúng ý muốn của mình. Vậy thì bây giờ khi mà chuyển sang cái sự nghiệp làm trọng tài đó, thì anh có gặp những tai nạn nghề nghiệp nào tương tự như vậy không ạ? Thật sự thì trước khi làm trọng tài thì Xúc là cầu thủ mà. Dạ đúng. Xúc nổi tiếng. Dạ. Nên Xúc cực kỳ có kinh nghiệm. Dạ hay quá. Dạ. Đôi khi mình chỉ mắc những cái sai lầm nhỏ nhỏ trong công tác trọng tài thôi. Không sao, anh đừng lo. Dạ. Nhỏ thì không đáng tiếc. Dạ. Thì dạ, giống như bây giờ mình quên thẻ phạt ở nhà. Dạ. Có gì đó. Cái gì? Nói gì mà kỳ cục vậy? Anh quên thẻ phạt rồi lúc đó anh giải quyết cái tình huống đó làm sao? Thông minh. Mình có não để mình suy nghĩ. Dạ sao ạ? Cái cách giải quyết khi mình muốn phạt thẻ vàng. Dạ. Mình nhe răng. Hả? Ủa là sao? Ủa là sao? Răng vàng. Răng vàng là răng thẻ vàng. Đúng rồi, cũng màu vàng. Khi muốn phạt thẻ đỏ. Dạ. Làm sao? Lỡ. Làm sao không hiểu? Lưỡi đỏ. Lưỡi đỏ là thẻ đỏ. Đó. Với lại mình phản ứng như vậy là do không biết là cái tình huống đó mình phạt đúng hay sai. Tại mắt yếu quá, mắt Xúc bị yếu quá. Mắt Xúc yếu nên phạt cho có thẻ cho đủ chỉ tiêu. Và cái vấn đề thị lực của anh thì tất cả mọi người đều biết rồi. Và bây giờ còn một câu hỏi cuối cùng để dành cho anh. Và là đối với anh thì cái sự nghiệp bóng đá và phụ nữ thì anh thấy là anh thích cái vấn đề nào hơn? Dạ. Thật sự đó là hai cái lĩnh vực mà Xúc cho rằng là hoàn toàn khác biệt. Dạ đúng rồi, chính xác. Dạ. Cái thứ nhất là mình phải chạy theo để giành lấy nó. Dạ. Còn cái thứ hai á, mình chạy rồi nó vẫn bám theo mình. Ủa là sao? Là bóng đá là mình đi theo giành bóng. Đúng. Còn phụ nữ là mình chạy mà phụ nữ vẫn chạy theo. Đúng vậy. Hay quá. Chạy theo chửi. Dạ được rồi. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, thì chúng ta rất là vinh hạnh khi được tiếp một vị khách mời đặc biệt như thế này. Dạ bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Dạ rất là cảm ơn anh đến tham dự chương trình ngày hôm nay và không hẹn ngày tái ngộ. Dễ thương quá. Dạ chào anh. Dạ. Chào em. Dạ không bao giờ gặp lại. Xuống.